Bệnh đóng rong trên tôm chủ yếu do các động vật nguyên sinh, vi khuẩn dạng sợi, tảo và vi nấm gây ra. Bệnh thường xuất hiện khi môi trường nước ao ô nhiễm hoặc rong tảo sinh trưởng quá mức. Ao nuôi có độ mặn quá cao hoặc quá thấp khiến việc lột xác của tôm bị chậm và kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôm bị đóng rong. Vậy dấu hiệu và biện pháp phòng bệnh này như thế nào? Bệnh đóng rong trên tôm có thể dễ dàng nhận biết dựa trên các biểu hiện sau. Tôm yếu, bỏ ăn, bơi lờ đờ gần bờ. Mang tôm bị tổn thương hoặc đổi sang màu đen. Vỏ tôm có lớp dịch nhầy, trơn, phần nhất này có màu xanh rêu, đen hoặc xám tập trung nhiều ở vùng đầu, ngực và các bộ phận khác. Để hạn chế tôm nhiễm bệnh, người nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp sau. Chuẩn bị, cải tạo ao nuôi thật kỹ trước khi thả. Định kỳ xi phong đáy ao để loại bỏ chất thải, xác hữu cơ trong quá trình nuôi tôm. Cho tôm ăn đúng và đủ, tránh dư thừa thức ăn. Định kỳ sử dụng men vi sinh Han Simpon và Han Depon để xử lý nước ao nuôi, phân hủy hữu cơ, hạn chế ô nhiễm ao nuôi. Thường xuyên bổ sung thuốc bổ và men tiêu hóa Han Simfit vào thức ăn để tôm khỏe mạnh, nhanh lớn. Khi tôm bị đóng rong, người nuôi cần chủ động giảm lượng thức ăn từ 5 đến 10% kết hợp bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng cho tôm. Bổ sung khoáng chất vào ao nuôi để tôm dễ dàng lột xác và nhanh cứng vỏ. Sử dụng men vi sinh Han Simpon để ổn định môi trường nước và men vi sinh Han Depon để làm sạch đáy ao, loại bỏ xác tảo chết và chất hữu cơ dư thừa. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong những vụ nuôi sắp tới. Hanvet, giúp bạn thành công.